Thầy Giang Bắc Linh đang có mặt tại tỉnh Sơn La để quay cái địa điểm của cái đồi núi này là sơn bao thủy bọc rất đẹp cho các tín chủ ăn lên làm ra. Hiện nay thầy Giang Bắc Linh đang có mặt tại tỉnh Sơn La vào ngày 8 tháng 11 2018 Mậu Tuất Liên. Hiện nay thầy Giang Bắc Linh đang có mặt tại tỉnh Sơn La để đi tìm mộ cho gia chủ để tìm đặt chỗ đẹp để cho gia chủ hiện nay là sau này con cháu có đường học hành thành đạt. Chỗ đồi núi này là sơn bao thủy bọc rất đẹp. Quanh khu đất này sơn bao thủy bọc là hiện nay là nổi lên một cái gò đồi núi chứng ứng rất đẹp để có mặt tại tỉnh Sơn La. Đấy các bạn thấy đấy, rất đẹp, sơn bao thủy bọc đồi núi, nó như con rồng quần tụ để nối đuôi nhau thẳng hàng chạy. Rất đẹp. Rất đẹp, mộ phần của khu gò đất tại tỉnh Sơn La này là rất đẹp. Quanh là sơn bao thủy bọc, nổi lên một gò đồi núi. Nhân dân ở tại tỉnh Sơn La hiện nay là đặt ở trên gò rất đẹp. Và ngày hôm nay tôi lên đây tôi làm về phong thủy, cúng bái về mộ trạch để tìm đất cho gia chủ ngày hôm nay. Rất đẹp. Mô mả ở đây là đằng sau là tọa núi, đằng trước là cũng là sơn bao thủy bọc, trước là thấp. Rất đẹp. Nổi lên một gò chứng ứng đặt vào mô mả. Đây. Cái lô đất này là chúng tôi đã đặt lấy hướng gia chủ để chiều nay 5 giờ sẽ đặt cho gia chủ tại tỉnh Sơn La. Chỗ quây bạc kia là chỗ gia chủ đang 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 đào để 5 giờ là bật vần thiên, là chúng tôi sáng nay đã cúng và tìm đất để làm cho gia chủ. Đẹp ấy, thấy rất là đẹp đấy.